Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine tối thứ Bảy ngày 9 tháng 12, ngày thứ 654 của cuộc chiến. Chúc quý vị có buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Vâng, chiều nay thì chúng tôi sẽ cố gắng đi nhanh qua những cái diễn biến chiến sự để đến với các khu vực chính trị, các cái diễn biến chính sự ở Ukraine đến chiều ngày hôm nay thì uh, dường như là uav của phía nga được nghỉ, uh, nghỉ mát một hôm uh, hôm nay thì họ tấn công bằng uh, tên lửa vào odessa và micolaev sau khi buổi sáng họ tấn công rất nhiều và các khu vực uh, kiev kharkov và poltava riponecho về phía Ukraine thì những ngày gần đây họ pháo kích và tấn công bằng Hima rất nhiều vào các cái khu vực dân sự của Nga và tất nhiên vào các cái tỉnh biên giới của Nga nữa. Uhm, tình báo của Nga thì họ có một cái thông tin uh, mật đại loại như là Ukraine họ đang uh, tiến hành một loạt những cái việc sản xuất các loại UAV và USV nó tàng hình, nó nguy hiểm để phục vụ một cái chiến dịch tấn công cực lớn vào quy mô lớn vào những cái nhà máy uh, quốc phòng của phía Nga. Và đặc biệt là một loạt những cái um, khu vực mà nhà máy mà sản xuất những thứ liên quan đến tên lửa, máy bay và các nhà máy đóng tàu bằng USV. Như vậy thì chúng ta thấy một điểm rằng là Ukraine thấy rõ người Nga đang có một cái lợi thế trên chiến trường nhờ cái sức sản xuất quốc phòng một cách kinh khủng, đúng không ạ? Cho nên bây giờ À, có thể phương Tây đã tư vấn cho Ukraine à, lôi về phòng thủ, đồng thời là tăng cường sản xuất công nghiệp bí mật những cái loại mặt hàng mà như chúng tôi cùng quý vị đã trao đổi. Có nghĩa rằng họ dồn rất nhiều những cái cơ bắp và nguồn lực vào những cái loại mà nó có chỉ để đi để tấn công phá hoại, đúng không ạ. Và tôi tin nếu như phương Tây mà hỗ trợ Ukraine hết mình, mà tất nhiên họ cũng làm điều đó rồi, thì họ có thể đẻ ra những cơ sở sản xuất bí mật dưới lòng đất ở đâu đó, để mà có thể tấn công nga, à, có thể gây những cái tổn thất đáng kể cho phía nga trong thời gian sắp tới. Nếu như cuộc chiến nó đi vào cái giai đoạn như chúng ta vừa nói, có nghĩa là ukraine phòng thủ trên mặt đất, còn ở trên không, trên biển họ sẽ tìm cách để tấn công cảm tử. Và cái đấy là một cái logic thông thường thôi. Nếu mà tôi thì tôi cũng làm như vậy tức là phải phát huy những cái gì mà nó mạnh nhất của mình đồng thời là những cái yếu điểm nhất của phía địch đúng không ạ và cái tiếp cận bằng các phương tiện không người lái cảm tử tất nhiên nó là một trong những cái cách tiếp cận gần như là duy nhất mà ukraine có thể có được một cái uh, kết quả đúng không ạ nó tương đối một tí so với những cách tiếp cận khác ở trên chiến trường thì ngày hôm nay nó có một cái video khá thú vị quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình là cái hima tên lửa hima đúng ạ? À, sau đó thì vâng Hima nó phóng rất đẹp mắt. Phía Nga UAV của họ đây, họ đang theo dõi được cái con Hima này phóng. Và sau đó thì họ lặng lặng đó họ theo dõi. Rồi sau con Hima đó nó về chuồng. Đấy, nó di chuyển này, quý vị nhìn này. Đấy, nó di chuyển này. Đấy. Nó từ chiến tuyến nó di chuyển về đâu đó, về một cái căn cứ nào đó. Rồi sau đó thì phía Nga tấn công vào cái khu vực đấy, khói khiếc rồi lửa liếc lùm xùm bay lên. Nhưng mà chúng tôi không có cái video, tức là Nga không ghi được cái cận cảnh của cái Hima đó nó phát đổ. Nhưng mà họ đã tấn công vào cái khu vực, một cái điểm cánh rừng mà con Hima nó kéo vào, nó đổ ở đó. Như vậy đây là cái video đầu tiên, nó liên quan tới cái việc là phía Nga đã theo dõi một cái UAV về hang ổ và họ tấn công vào cái khu vực đó. Còn chúng ta không biết rằng kết quả của nó sẽ như thế nào, khả năng cao là nó sẽ bị hỏng. Bởi vì lúc bấy giờ họ tấn công bằng cái phương tiện gì đó mà nó đồng loạt một loạt các vụ nổ xung quanh cái cánh rừng đó. Nhìn chung là một cái video khá thú vị. Ở khu vực Kherson thì nó diễn ra một cái sự kiện mà chỉ Huy Nga ở mặt trận báo về, đó là trong tối ngày hôm qua, tức là vừa rồi của chúng ta. Thì Ukraine đã tung 11 cái uh, thuyền tàu loại nhỏ để mà đổ bộ sang bên này. Uh, anh ta không nói về cái vị trí, nhưng mà trong uh, 11 cái đấy thì 6 cái đã bị hủy diệt và năm cái bị uh, uh, tổn thất, bị uh, uh, thiệt. Mạng. Và từ cái UAV của chỉ huy nga họ quan sát thấy khoảng 15 người uh, lính Ukraine bị thiệt mạng và 40 người khác bị thương các cái nguồn đạn dược và hậu cần đều bị chìm xuống uh, xuống lòng sông. Như vậy là có 11 chiếc bị uh, chìm và bị thiệt hại, còn lại thì uh, không biết là có bao nhiêu tổng cộng. Vâng, 7 chiếc nữa. 7 chiếc nữa thì tiếp tục uh, một là vào bờ bên này, hai là quay ngược trở lại. Đấy là cái thông tin. Nhìn chung là một cái vụ uh, một mẻ lưới đúng ạ, đúng là một mẻ lưới đánh cá rất to, 5 6 7 6 cái bị chìm, 5 cái bị thiệt hại trúng đạn, còn 7 cái thì cái thì sang được bờ, cái thì quay ngược trở về bên kia. Rất nhiều người bị thương, bị thiệt mạng và rất nhiều cái nguồn hậu cần đạn dược là bị chìm xuống lòng sông. Một mẻ lưới khá thú vị đối với Nga trong những cái ngày giá rét và giao chiến ít hơn ở khu vực này. Hôm nay thì có một cái video của một cái người dân địa phương ở Kherson. Họ nói rằng là À, những ngày gần đây thì à, nhìn thấy tình hình quân đội đã bắt đầu có những hành động một cách à, thẳng thừng Có nghĩa là đi thu thu gom vơ vét rồi là cướp bóc những cái khu vực nhà dân ở những cái khu vực Khe Son Thì à, cái anh này anh nói rằng rất có khả năng những hành động mà nó lạ kỳ như vậy Cho thấy một điều có khả năng rằng là quân Ukraine sẽ rút khỏi cái khu vực nào đó ở Khe Son nhưng mà tôi thì tôi không tin. Mà với việc cái việc mà giấu mặt như này thì rất có khả năng đó là một cái chiến dịch thông tin, đúng không ạ? Chiến tranh tâm lý của người Nga. Khi người ta đưa ra thông tin như thế để mà làm cho toàn bộ cái lòng quân của Ukraine nó rối loạn hướng này. Vâng, chúng ta sẽ đến qua khu vực uh, Oriki. Chúng tôi hơi bị tạm dừng một chút vì vấn đề bên ngoài. Quay trở lại cái là nó mất cả cái nhịp luôn quý vị ạ vâng đến hôm nay thì uh, thông tin cho thấy rằng là phía nga đang tấn công từ nhiều hướng vào rabutine cũng không biết họ tấn công giả dạ hay tấn công thật uh, họ lại uh, phá thêm được một cái leopard nữa ở cái hướng này và ở bên trong đấy thì uh, cái leopard đấy bỏ lại ở tuyến sau uh, có một cái người binh lính ukraine bị thiệt mạng nằm trong xe không kịp sơ cứu như vậy thì ở đây chúng ta thấy một cái điểm là gì là ở Rabutine này có vẻ như là Ukraine bây giờ không còn thiết tha để giữ khu vực này nữa rồi. À, nếu nhìn những cách tấn công của Nga vào như thế mà không có gặp nhiều cái sự kháng cự đáng kể của phía Ukraine quý vị ạ, thì không biết là thế nào. Đấy. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng Ukraine lại có thể bỏ đi một cách nó dễ dàng như vậy, đúng không ạ? Cái đợt tấn công của Nga nó mang tính chất là trinh sát thôi. Đấy, nó không có một cái lượng tập trung đông đảo và không có vũ khí hạng nặng thế nhưng mà cảm giác Ukraine cũng uh, gọi là rút quân thì không bây, biết bây giờ họ rút đến đoạn như thế nào nhưng mà chỉ biết các mũi tấn công ít nhất từ khu vực phía tây nam của làng là không gặp cái sức tấn công à sức kháng cự đáng kể mà còn bắt được cả xe lưu bát nữa vâng dù sao đấy cũng là hiện tượng còn chúng ta không biết là cụ thể nó như thế nào còn ở phía này thì Ukraine vẫn uh, tổ chức được một vài cái đợt tấn công nhỏ lẻ cũng rất là lạ bởi vì bây giờ họ đang bị ép ở đây nhưng mà họ lại quay sang bên này để ép lại nga ở phía bên này. Thế thì những cái hành động như này cộng với việc là họ đang hì hục xây cái tuyến phòng thủ ở đây, đúng không ạ? thì cho thấy rằng là dường như ukraine đang muốn uh, câu giờ để mà họ xây được cái tuyến này cho nó phòng thủ trước cái sức, uh, trước cái khả năng mà nga có khả năng uh, cái cơ hội, đúng không ạ? mà nga có khả năng quay lại để tấn công vào Oripki trong thời gian tới khi mà ukraine rút về cái thế thủ vâng đấy là một trong những cái giả thuyết mà nó có vẻ là hợp lý thôi hoặc là tóm lại nó chả có tính toán gì cả đúng không à, ạ cứ thấy nhìn sướng là đánh mà đánh không đánh được thì rút kiểu như vậy còn phía nga thì hôm sáng hôm nay họ cũng tấn công vào cái khu vực này nơi mà tập trung lực lượng khá đông quân cộng với chỉ huy của ukraine ở trong cái nhà tù ở tomacha không có cái um, thông báo cụ thể về tổn thất của ukraine sang hướng puyutine thì ở khu vực này phía nga họ đã chiếm thêm được một cái đoạn nữa ở cái uh, vâng ở cái khu vực nào đó ở cái đoạn này khi mà có những video là xe tăng của nga cứ ra đây rồi ngông nghênh ngạo nghễ bắn phá rồi rút về cho thấy rằng là khả năng là họ đã chiếm được toàn bộ cái khu vực dưới lòng sông ở đây rồi và những hướng khác mà ukraine còn phòng chống một cách nó hở hững như vậy thì tôi nghĩ rằng cái khu vực này chắc chắn là họ cũng không có một cái uh, gọi là cái cái động lực mãnh liệt để mà giữ bằng được, bởi vì nó nằm ở trong uh, lọt thỏm trong các cái khu vực ao hồ, núi nước mà nó thuận cho cái phía nga hơn là của phía ukraine khi mà họ phải dựa lưng vào các cánh hồ này, họ phải rút về phía bên, bên bắc thì nó mới dễ để mà có thể uh, thủ như vậy trong thời gian tới không có gì thay đổi chúng ta sẽ thấy là chưa chắc nga đã tiến về urozhayer và staromajor mà họ sẽ tiến ra để chiếm cái khu vực này đúng không ạ rồi rất có khả năng họ sẽ đe dọa để lấy lại những cái thị trấn đã bị mất vào tay quân Ukraine trước đây ở hai cánh rồi sau đó thì họ mới tính tới cái chuyện gọi là nuôi cái thung lũng này như là các cái nơi khác tức là các cái hố đen đúng không ạ và chúng ta sang các khu vực khác trong chiều nay thì không có những cái thông tin diễn biến đáng lưu ý ở khu vực trong nhà máy thì phía nga tiếp tục tiến thêm được một đoạn nữa ở đâu đó cái cánh này và chúng ta không có cái địa điểm cụ thể ở khu vực này thì bây giờ cứ ukraine rút đi thì bắt đầu quân uh, trinh sát của nga họ lại tiến vào trong thị trấn rồi họ làm cái gì đó đặt bom đặt mìn đặt tín hiệu theo dõi hay là gì đấy để khiêu khích quân ukraine mà để cho ukraine tung ra các cái uh, nắm đấm chính của các cái lữ đoàn mới đem đến đó chính là lữ đoàn cơ giới tức là họ sẽ khêu gợi để ukraine đưa quân trở lại đặc biệt là các loại xe cộ bradley rồi là leopard rồi các loại xe tăng rồi họ rút về rút về xong rồi pháo kích và uav của họ ra để tìm những cái uh, xe cộ và các cái nhóm quân của ukraine họ tấn công vào đây gây tổn thất cho ukraine rồi sau đó chiến trường lắng dịu thì nó lặp đi lặp lại cái đó có nghĩa rằng là Stepov thì nó không phải là một cái nơi mà nga muốn giành kiểm soát hoặc là họ không thể đúng không ạ họ không thể bởi vì là sự tập trung quân đông đảo và cái tính ác chiến của ukraine tại cái khu vực này vì họ biết đây là cái điểm cực kỳ quan trọng cho nên nga không thể và nga dùng cái biện pháp là đánh nhau kiểu phòng thủ cao su câu kéo à ơi à, câu dẫn ukraine để tiêu hao cái nguồn lực của họ ở đây còn lại tất cả các hướng khác ở khu vực Adipka, một là không có diễn biến gì đáng ngoài những cái việc tấn công mà chúng ta chưa nắm được cái thông tin, hai là thực sự là họ cũng nghỉ ngơi như thế nào đó. Nhưng với những khí thế tấn công trong suốt 12 giờ qua, thì có lẽ là mọi việc đang diễn ra những cái đợt tấn công. Nhưng mà ngày cuối tuần chúng ta không nắm được thông tin. Lên khu vực uh, phía nam của Bakhmut. Ở Kikitsha thì bây giờ thông tin nó khá trái chiều, mà khả năng thì tôi cảm giác nó như là một cái chiến dịch, uh, chiến tranh tâm lý của phía nga khi họ uh, biết đâu đấy, đúng không ạ? Họ tung cái thông tin về việc là khe son quân Ukraine vơ vét, rồi chuẩn bị rút lui. Và những thông tin về việc là trong ngày hôm nay họ liên tục uh, thông tin về việc Ukraine chuẩn bị rút quân khỏi cái cánh ở trên này, thì cũng không biết chừng là những cái thông tin mang tính chất là, là, là đánh vào chiến tranh tâm lý, đúng không ạ? À, bởi vì tại sao? Bởi vì là trong chiều hôm nay thì cũng có nguồn tin cho biết là Ukraine đã huy động quân ở đâu đó để bây giờ họ quay trở lại, họ giữ bằng được cái cánh rừng, đồng thời họ nhằm đẩy lùi quân nga ra khỏi cái cao điểm quan trọng nhất ở cái tuyến này mà chúng ta đã nói trong ngày hôm qua. Còn lại thì thông tin ở mặt trận mà người ta vẽ ra những cái đường tấn công mang tính chất là, là nó thực tế kiểu như thế này, đúng không ạ? Rồi kiểu như thế này thì nó cũng có lý nhưng mà cơ bản thì tôi cũng không nghĩ đó là một trong ưu tiên hàng đầu của phía nga tại cái điểm này à, nếu có thì nó là vấn đề liên quan tới truyền thông đúng không ạ bởi vì à, bây giờ nó là một cái nó đang diễn ra một cái làn sóng mang tính chất là nó suy sụp đấy nếu đúng ra mình nói là suy sụp nó chưa phải đến sụp đổ nhưng nó suy đấy, suy sụp tức là nó cứ dần 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 thì có khả năng là phía Nga sẽ làm những cái gì đó mà khiến cho Ukraine loạn hơn bằng việc họ tiến quân vào Rabutine để họ chiếm lại cái gì? Họ chiếm lại cái những cái kết quả mà Ukraine đã đốt bao nhiêu quân, bao nhiêu dân, bao nhiêu tiền bạc, trang thiết bị vũ khí và đặc biệt là thời gian, đúng không ạ? Vào cái khu vực Rabutine đấy. Thì bây giờ Nga chiếm lại chỉ trong một thời gian ngắn. Thì như vậy sẽ làm cho Ukraine sẽ phát hoảng, đúng không ạ? chắc chắn là chính quyền và quân đội sẽ sụp đổ về mặt chính trị thế nhưng cái câu chuyện đấy thì nó cũng chỉ là sụp về truyền thông mà thôi chứ còn nó lại có những cái kẻ khác nó lên thay à, tức là sụp là sụp về cái chính phủ hiện tại hoặc là cái người quản lý quân đội hiện tại mà thôi đúng không ạ và cái điều đấy ở ukraine thì chúng ta chưa biết nó là một cái tin tốt lành hay, cho phía nga hay không à, rõ ràng là dù sao chính phủ của họ tại thiên điểm hiện tại thì nó cũng không phải là một cái chính phủ tối ưu Thế nhưng dù sao đi nữa, nếu như đó là một cái vấn đề liên quan đến truyền thông thì đấy là một trong những mục tiêu uh, mà tôi nghĩ rằng chính của phía Nga. Trong cái việc mà chiếm lại Rabotine để mà lật ngược lại cái kết quả cuộc tổng hoàn công, rồi chiếm lại cái khu vực này để mà lật ngược lại cái uh, chiến dịch của Ukraine, đúng không ạ, chiếm lại hai sườn của Bakhmut. Trong suốt 6 tháng vừa qua Bây giờ họ đang làm cả ở phía này Lẫn ở phía trên Nhưng không biết đấy có phải là cái ưu tiên của họ hay không Ở phía trên cũng vậy Gần như là 90% kết quả đã rơi vào tay quân Nga rồi Đã lật ngại được cái tầm như thế rồi Chỉ còn cố một tí nữa thôi Mà à. gần như tôi nghĩ rằng đến thời điểm này Nếu với các bước tiến của Nga như này Thì gần như là đã Họ đã lấy lại hết rồi Lấy lại hết rồi đúng không ạ Nó không còn cái gì ở đây Nó chỉ còn vài cái thùng lũng như thế này, này là hết phim Thế thì cái câu chuyện như vậy nó sẽ dáng một đòn vào cái thế giới lãnh đạo đúng không ạ? Và cái công luận của phía Ukraine khi mà họ đã chịu những cái tổn thất như vậy trong một thời gian dài như vậy nhưng mà chỉ để cho người Nga trong vòng có hơn chục ngày họ chiếm lại dễ như ăn kẹo thì đấy là một cái cái thông tin cực kỳ bất lợi cho giới lãnh đạo. Trong ngày chiều hôm nay thì có những thông tin về việc là Nga đã củng cố cải thiện thêm các vị trí của họ ở toàn bộ các cái khu vực này gần như chỗ nào họ cũng đánh chiếm thêm được các cái cứ điểm nhưng mà chúng tôi không có cái tọa độ cụ thể còn ở uh, trong chiều thì có thêm thông tin về việc là nga đã bắt đầu tiến hành tấn công vào ivaneske một cái thị trấn trung tâm của toàn bộ cái cánh uh, sườn phía nam phía bắc của phía ukraine cũng không biết thông tin ở đây như thế nào nhưng mà rõ ràng ấy là theo dõi những cái cách uh, hành xử của nga trên chiến trường trong thời gian uh, cả hơn một năm nay thì chúng ta thấy rằng họ sử dụng những cái chiến tranh tâm lý đúng không ạ rồi uh, những cái tuyên truyền địch vận nó rất nhiều và ukraine thì rất hay mắc vào những cái bẫy đấy của phía nga cho nên là rất khó để có thể tin được phía nga ngay hôm nay thì phía nga lại tiếp tục tiến quân thêm nữa ở cánh này một km nữa và với bước tiến như này trong vòng mấy ngày họ tiến khoảng 3 km như này thì rất có khả năng là cái hướng tấn công của Nga là họ sẽ bao vây VCL đúng không ạ? Một lần nữa lại tạo ra một cái gọng kìm nữa ở cái góc này. Đây cũng là một gọng kìm, đây cũng là một gọng kìm. Vâng, còn lại thì giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt ở xung quanh thị cái khu vực chiến trường mà Trông nó có vẻ là im lìm nhưng mà là một cái nơi như chúng tôi nói với quý vị đúng không ạ? Liman đi dễ khó về khi đi trai tráng khi về còn xương. Biholoripka, Spine, Dibove, Toske, Teri, Jambokili và Stemekipka đúng không ạ? Còn ở phía trên thì cũng chưa có những cái xác nhận là về các cái đợt tấn công chiến tiến chiếm của hai bên xung quanh khu vực Sinkovka và cái khu vực góc chữ uh, góc trong cùng này nó vẫn im lìm trong buổi chiều ngày hôm nay nhưng mà chúng ta nhớ rằng là ở khu vực này thì uh, nó là sóng ngầm có nghĩa là nó diễn ra nhiều thứ nhưng mà cách đây vài tháng đúng không người nga đã gần như là đã cấm những cái thông tin tiết lộ liên quan hướng này đấy là một cái nó rất đặc thù của toàn tuyến sievec tới Kupia. như vậy là một buổi sáng thứ bảy ở chiến trường ukraine uh, trôi qua không có những cái thông tin nó quá nổi bật à, khe son có những cái diễn biến nó đáng lưu ý hơn trong cái việc nga chộp được một cái mẻ lưới lớn đúng không ạ? Zaporizhia nga đã tấn công chủ động vào Rabutine, một cái bước tiến có thể nói là à, không quá bất ngờ đúng không ạ? không quá bất ngờ nhưng mà nó cũng cho thấy một điều rằng là Ukraine thực sự là họ cũng đã suy yếu, đã rút về thế thủ và càng củng cổ, cố. Có một cái lý thuyết rằng ông Zelensky đang muốn xây dựng một cái thòng phòng tuyến thực sự ở trên toàn bộ chiến tuyến. Adipka, trầm lắng trong ngày hôm nay, ít nhất là những gì chúng ta nhìn thấy ở khu vực Donetsk, Bakhmut là khu vực sôi nổi nhất khi từ nam bắc rồi là đông, đúng không ạ, đều có những cái hoạt động ác liệt. Hôm nay thì phía Nga họ lại xác nhận thêm những thông tin mà chúng ta đã từng bàn trước đây. Tức là cái mẫu máy bay mới tàng hình thế hệ thứ năm của Su-57 à, vốn được phương Tây ca ngợi rất nhiều là nó có khả năng tiến hành những cái đợt tấn công tàng hình à, rất hiệu quả ở ngoài chiến tuyến và khả năng mang theo tên lửa R-37 và tàng hình cao à, có thể bắn ở khoảng cách 200 km gần như là nó là một cái mối đe dọa cực kỳ lớn đối với lại không quân Ukraine. À, tuy nhiên thì ngày hôm nay phía Nga cho biết rằng là đợt tới họ sẽ tạo ra một cái đột phá liên quan đến tính năng của con Su-57 này cũng như những diễn biến của chiến trường à, đối với lại gọi là chiến trường hiện đại tức là liên quan tới UAV đúng không ạ? Trước đây thì uh, một thời gian trước thì họ nói rằng cái Xuân Su-57 này sẽ dùng vào những mục tiêu là nó thâm nhập sâu vào lãnh thổ của Ukraine. Đấy, rồi sau đó nó quan sát rồi nó tấn công, nó bỏ bom rồi nó đánh vào mục tiêu gì đó rồi nó quản sát uh, bầu trời, nó kiểm soát bầu trời. Sau đó thì cách đây một tháng người Nga cho biết là họ sẽ lắp cho nó, gọi là tạo cho nó một cái tính năng gọi là biết đẻ, đẻ ngay ngoài trận địa. Thì tại thời điểm và khi nó mang một đống những cái trứng vào trong trận địa Nó đẻ ra khoảng độ 12 đến 20 cái con UAV Đấy Và trước đây thì chỉ đẻ ra UAV mang tính chất trinh sát vì nó nhỏ Thế nhưng bây giờ thì Bộ Quốc phòng Nga cho biết là họ sẽ có thể là nhét vào nó 12 cái con UAV có khả năng chiến đấu, tức là tấn công. Như vậy quý vị có thể tưởng tượng rằng một cái con máy bay tàng hình Đúng ạ, nó xông xáo vào mặt trận. Rồi nó ở đấy nó đẻ ra các loại UAV mà ở đấy nó như là một cái tàu sân bay của UAV bất ngờ để tổ chức trinh sát và tấn công, úp sọt, phục kích. Đúng ạ, với lại hệ thống phòng không, sân bay rồi các cái loại mục tiêu giá trị chắc chắn nó sẽ là một cái mối đe dọa cực kỳ lớn đối với lại Ukraine. Okay vâng, rất thú vị. Như vậy là liên quan đến vũ khí, máy bay mới biết của Nga, tôi thấy là họ có rất lắm trò. Chỉ có điều bây giờ có lẽ thế giới người ta lý thuyết thì người ta cũng biết nhưng mà về thực tế thì không ai đã kiểm chứng được là những máy bay tàng hình thế hệ thứ năm của Mỹ có vượt qua được radar xịn nhất của Nga hay không. Cũng như máy bay tàng hình thế hệ của thứ năm của Nga có thể vượt qua được toàn bộ cái hệ thống phòng thủ radar phòng không của Ukraine mà không phát hiện ra được tí nào hay không. Đúng không ạ? Đấy là một cái dấu hỏi. Tất cả nó chỉ là marketing thôi, và những cái lời chém gió thôi. Còn thực tế thì chưa có ai có thể kiểm chứng được cái đó. Liên quan tới những vấn đề về nhân sự, thì ngày hôm nay, ông uh, siêu cố vấn của Ukraine, Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, ông ấy đã phát biểu ở một cái um, cuộc hội nghị uh, mà tấn công vào những cái, um, tức là bôi nhọ vâng hay là dùng một cái từ chỉ trích đi chúng ta đến cái lời chỉ trích của ông trước rồi chúng ta kết luận sau ông nói rằng là các bạn muốn sống ở một cái quốc gia tự do nhưng mà các bạn thì lại không muốn làm bất kỳ một điều gì để đấu tranh cho sự tự do đó nếu như những kẻ xâm lược nga đến thì chắc chắn lúc bấy giờ các bạn sẽ không có thể bước một cách gọi là bình yên và tự do trên những con đường ở đất nước chúng ta và làm những thứ mà các bạn đang muốn làm như vậy thì chúng tôi cũng không biết đây là những cái lời chỉ trích động viên hay là khích lệ tinh thần hay là những cái lời sỉ nhục vân vân đối với lại những cái người ukraine không muốn cầm súng chiến đấu vâng thế nhưng với những thông tin như này thì chúng ta thấy rằng là ở ukraine bây giờ họ vẫn đưa ra những thông tin đại loại là không có vấn đề gì vấn đề liên quan tới chuyện tộc động viên đúng ạ và cái chuyện mà những người tình nguyện vẫn xếp hàng ở các cái văn phòng tuyển dụng vào lính đấy để mà đăng ký chờ đến lượt để đăng ký tờ Washington Post Biêu Điện Washington hôm nay đã chia sẻ một bài viết là Ukraine thực sự đã hết những cái người chiến binh chuyên nghiệp và những cái người đàn ông mà họ ý thức được về vấn đề là huy động và bắt lính thì bây giờ họ đang chạy trốn khỏi uh, đất nước theo tờ báo này thì uh, chính quyền Kiev đang phải đối mặt với những vấn đề rất là nan giải từ cái cuộc tổng phản công thất bại uh, bom đạn thì đang cạn dần uh, rồi là tổn thất càng ngày càng leo thang và càng uh, được tiết lộ cho công luận trong nước và thế giới và ý chí chiến đấu của những người uh, lính cũng như những người mà chưa được vào lính đều ở mức độ rất thấp Tờ báo cho biết là càng ngày càng có một số lượng lớn những người đàn ông ở trong tuổi chiến đấu đang chết dần, chết mòn ở những cối xay thịt. Sau cuộc tổng phản công và trong cuộc tổng phản công, những người từ bỏ vị trí chiến đấu, à, bất chấp à, bất tuân lệnh từ đối phương à, từ cấp trên, đồng thời là trốn quân dịch là một cái hiện tượng càng ngày càng gia tăng không ai còn muốn chết vì một cái một cái chết phi nghĩa ở những cái mệnh lệnh mà ở những cái sứ mạng mà nó mang tính chất là tự sát. Vâng, tôi vừa ra vào vang và ngoài vào một tí mà nó gọi là nó loạn xì ngầu quý vị, toàn bị nhầm lẫn thôi. Quý vị thông cảm nhé. Bây giờ ở trong nước thì có quá nhiều người dân họ cảm thấy rất là hài lòng để cái việc mà chiến đấu cho những người chiến binh chuyên nghiệp. Tờ báo kết luận rằng là giữa bối cảnh của việc là các hoàn viện trợ của NATO và Mỹ cho Ukraine càng ngày càng eo hẹp dần, những tổn thất lớn trên chiến trường về trang thiết bị quân sự và con người, à, thì bây giờ chính phủ của ông Zelensky phải, đang phải đối mặt với một cái vấn đề lớn nhất, đó là họ đang gặp rất nhiều những cái khó khăn trong việc cái huy động nguồn lực cho cuộc chiến ở chiến trường thì bây giờ bộ tổng tham mưu của ukraine họ đang hình thành năm cái lữ đoàn cơ giới mới để chuẩn bị các tổ chức các cái phòng tuyến phòng ngự một cách hiệu quả nhưng mà đến thời điểm hiện tại là không biết họ đã huy động được nguồn lực đến đâu à, nhưng có thể nói rằng là ukraine đang thiếu các trang thiết bị đặc biệt là các loại các xe cơ giới Ngoài việc là thiếu trang thiết bị vũ khí để thành lập các tiểu đoàn cơ giới vốn là thiên nặng về các cái vấn đề trang thiết bị thì nhân lực chỉ huy cũng đang thiếu trầm trọng. Ukraine phải san sẻ những cái chỉ huy từ các cái cấp thấp hơn từ các đơn vị khác. Những người lính chủ yếu sẽ là những người tân binh mà đa số là bị bắt ở trên đường phố. Như vậy là Ukraine đang hình thành những lữ đoàn 150 51, 52, 53, 54, 55 là những lữ đoàn cơ giới để thành lập ra một cái lực lượng có một cái sức chiến đấu đáng kể dựa trên con số cũng như là cái đặc thù cơ giới của họ. Với việc thành lập 5 lữ đoàn này thì nó liên quan, nó tương đương với lại Ukraine sẽ có thêm 5% cái nguồn lực mới cho quân đội của mình. Đặc biệt là cái lực lượng mặt đất nhìn chung là các lữ đoàn cơ giới của ukraine bây giờ mới được thành lập thì thứ nhất nó có một cái điểm là gì nhân sự bắt trên đường phố có nghĩa rằng là những người không có kỹ năng chiến đấu mà đặc biệt là đối với lữ đoàn cơ giới thì nó khác nó cần phải người có cái trình độ đào tạo đúng không ạ lái liếc rồi phối hợp tác diễn rất cao chứ nó không phải như bộ binh thứ hai nữa là chỉ huy thì lại phải lấy ở các đơn vị khác ở cấp thấp hơn có nghĩa rằng là chỉ huy không có đủ tầm để lãnh đạo cấp lữ đoàn thứ ba là họ không có thực sự là gọi là cơ giới nhưng họ lại không có cơ giới hoặc là rất thiếu cho nên là cái việc mà họ thành lập những lữ đoàn cơ giới như này có thể nói rằng nó rất ngược đời và rất là với những cái việc mà họ phòng thủ chiến tuyến này thì ukraine đáng nhẽ phải thành lập các lữ đoàn bộ binh đúng không ạ bộ binh phòng thủ dù giết các thứ thì nó sẽ hợp lý hơn còn họ thành lập các lữ đoàn như này thì họ sẽ đốt các lữ đoàn của họ rất nhanh hôm nay thì tờ báo global times họ đưa ra một cái tiêu đề rất thú vị đó là cho dù có cuộc chiến ở ukraine đi chăng nữa thì phương tây không thể nào có thể hủy diệt được nước nga một vài đoạn trích khá thú vị từ tờ báo này như sau là cái việc cung cấp những viện trợ bổ sung cho ukraine không phải là một cái giải pháp để mà né tránh cái khả năng có thể diễn ra cuộc chiến giữa các cường quốc lớn nhất trên thế giới đó là Nga và Mỹ. Người Mỹ và NATO phải hiểu rằng là cho dù có cuộc chiến ở Ukraine đi chăng nữa, họ không bao giờ có thể mơ về việc hủy diệt được nước Nga. Khi nào mà nước Mỹ bắt đầu từ bỏ cái chương trình của họ à, uh, liên quan tới việc một cuộc chiến mà bất tận để chống lại Moscow, thì lúc bấy giờ thế giới có thể trở thành một nơi mà nước Nga, Ukraine, nước Mỹ hay là các quốc gia NATO không còn phải lo lắng về việc là phải khiến một quốc gia nào đó chiến đấu tới giọt máu cuối cùng của những người dân của dân tộc đó. Vâng, tờ báo này thì nó nói lên một cái hàm ý rằng là gì là thực tế thì nước Mỹ đã tìm cách một cái tiến hành một cái cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại nước Nga thông qua một cái đối tác trung gian đúng không ạ? Nôm na nó là như vậy. Mục đích như vậy để làm gì? Để làm suy yếu nước Nga và thực tế điều quan trọng nhất là họ đã tiến hành một cuộc chiến với Nga mà không phải đối đầu trực tiếp với Nga. Và họ không phải chiến tranh, còn người Nga thì phải tiến hành một cuộc chiến tranh trực tiếp chống lại cái thế lực ủy nhiệm của họ, đó chính là Ukraine. Điều này có thể uh, ghép vào những gì mà chính phủ của ông, ông uh, Biden đã nói trong những ngày gần đây, đúng không ạ? Đó là theo uh, Tổng thống Biden thì nếu như Moscow mà chiến thắng trong cuộc chiến với lại Kiev thì khả năng rất cao họ sẽ tiếp tục tiến về biên giới của các nước NATO. Và ông Biden kết luận bằng việc là lúc bấy giờ chúng ta sẽ phải làm những cái việc mà chúng ta không muốn làm ngày hôm nay. Có nghĩa rằng là lúc bấy giờ thì quân đội Mỹ phải chiến đấu trực tiếp với quân đội của Nga. Như vậy thì người Mỹ không còn giấu giếm gì nữa. Bởi vì những nhà lãnh đạo cao nhất của họ đã nói, đúng không ạ? Thực tế họ muốn làm suy yếu nước Nga. Họ muốn tiến hành một cuộc chiến với Nga, nhưng mà lại không muốn động chân động tay. Mà trong khi đó họ còn giải phóng được cái kho vũ khí cũ dích của họ. Đúng không ạ? Rồi lại bán được bao nhiêu tiền. Rồi lại kích thích cái ngành công nghiệp sản phẩm quốc phòng ở trong nước nữa. Một công rất là nhiều việc. Không hiểu rằng là ông Zelensky và người dân Ukraine nghĩ thế nào khi mà nghe thấy những cái lời như vậy như vậy thì để kết luận rằng là gì là nước mỹ và phương tây nato đã muốn tránh một cuộc chiến với nga bằng cách họ tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống nga nhưng mà họ không biết một điều rằng là cơ bản nếu muốn tránh một cuộc chiến với nga thì đơn thuần là chỉ có tránh mà thôi không có gây chiến thôi thì tất nhiên là không có cuộc chiến nào đúng không ạ đấy là một nguyên tắc nó bất di bất dịch nó rất đơn giản nhưng mà bởi vì là xã hội của họ nó buộc phải chiến tranh, nó mới dẫn tới cái việc là nó đi tìm những cái nạn nhân để mà làm công tác ủy nhiệm. Và Ukraine thì lại là một cái nạn nhân rất là sẵn lòng, trở thành một cái nạn nhân hoàn hảo cho cái kế hoạch của người Mỹ. Một bài báo khác của một cái học giả liên quan tới phân tích chiến tranh là một người trung lập. Ông đã nói rằng đây là một trong những cái... À, thời khắc có thể nói là nguy hiểm nhất trong cuộc chiến ủy nhiệm à, của nga và phương tây tác giả này cho biết rằng là nước mỹ chắc chắn sẽ bị bẽ mặt đến mức độ tận cùng à, nếu như mà họ và thế giới phương tây không giúp ukraine à, để mà có thể đánh bại quân ukraine à, quân nga trên à, chiến trường ukraine một trong những mục tiêu quan trọng nhất của những cái kế hoạch của cái tầng lớp chính trị diều hâu ở Mỹ nhằm làm suy yếu, tan rã nước Nga và lật đổ Putin. Điều này có nghĩa rằng Joe Biden sẽ phải đối mặt với một cái chiến dịch bầu cử năm 2024 với một cái thông điệp là Biden đã thua ở Ukraine. Và chắc chắn ông ấy sẽ có thể coi như một người đã chết trong cái cuộc bầu cử của chính mình. Tác giả này thì hơi nặng lời với Joe Biden. Ông nói rằng là uh, Biden thì bây giờ được coi như là một con chó già không răng. Đấy, đây là nguyên văn của tác giả quý vị nhé. Người mà chỉ biết đưa ra những quyết định đã được soạn sẵn một cách tồi tệ và không thể nào để có thể đối mặt với lại một đối thủ tầm cỡ như Putin các đảng phái thì gây sức ép đối với ông ta để làm những cái điều thực sự điên rồ trong thời đại mà chúng ta đang nhìn thấy. À, Biden thì không thể nào từ bỏ cái ngôn những cái mỹ từ mà à, nước Mỹ dành cho ông ấy với lại một cái tư cách của một người tổng thống thời chiến anh hùng và ông ấy mất rất muốn là có một cái di sản của một vị tổng thống thời chiến. đấy là lý do ông ấy có khả năng ông ấy sẽ vẫn tiếp tục À, chấp nhận những cái sức ép của những cái trường phái diều hâu để tiếp tục cuộc chiến nếu người nga mà chiến thắng ở ukraine thì có nghĩa rằng là họ đã chiến thắng người mỹ và lúc bấy giờ thì danh tiếng toàn cầu của người mỹ sẽ bị à, tổn thất một cánh không thể nào à, hồi phục được bây giờ chúng ta đã thấy những cái kẻ hiếu chiến diều hâu ở trong quốc hội của chúng ta đang nghiến răng kèn kẹt, kẹt về vấn đề này tôi không loại trừ rằng là từ giờ đến khi bầu cử năm sau chính phủ của ông biden sẽ còn tiếp tục làm những điều nó cực kỳ cực kỳ ngớ ngẩn nữa để nhằm vãn hồi cuộc chiến này và một cái ý kiến rất hay đúng không ạ? Chúng ta thấy là cái tác giả này người ta nói một cái nó gần như nó lột tả hết các vấn đề liên quan tới cái cuộc xung đột và vấn đề chính trị của Mỹ và Nga tại thời điểm hiện tại. Và cái điều đấy thì chúng tôi cũng cùng chia sẻ cùng quý vị đúng không ạ? Tức là ông Joe Biden ấy mà ông muốn trở thành tổng thống lần nữa thì ông ấy không thể thua được ở Ukraine. Đúng không ạ? Và tất nhiên là người Mỹ và NATO thì càng không thể thua được ở Ukraine. Cho lên chắc chắn là họ sẽ làm những cái điều gì đó Mà như tác giả nói là nó điên rồ Trong vòng những cái tháng sắp tới nữa Tất nhiên có rất nhiều chuyện điên rồ Chúng ta không thể nói được trong khuôn khổ của Một cái um, vài phút đồng hồ Nhưng có ngày nào đó chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề này Hôm nay thì uh, tờ báo Courier International Và quý vị nào biết tiếng Pháp Thì như đây là cái tờ báo người đưa thư quốc tế Đúng ạ à, Đưa ra một cái bài báo là Zelensky thời điểm của những cái sự hoài nghi. Trích dẫn của nó thú vị nhất là dòng tin như sau là cuộc tổng phản công đã thất bại và cái sự mệt mỏi và chán ngấy cuộc chiến đang lan tràn trong giới chính trị, à không, không phải giới chính trị mà công luận và người dân của Kiev cũng như đồng minh của mình. Chiến thắng dường như là không còn làm cái điều gì có thể xảy ra nữa. Và chiến lược của Tổng thống Ukraine Zelensky là một cái điều càng ngày càng cho thấy nó rất là mâu thuẫn và rất gây tranh cãi. Và một tờ báo thì câu nói nó cũng chẳng có gì đáng nói, giọng cũng nhẹ nhàng, hoài nghi, rồi là chiến thuật, chiến lược, gây tranh cãi, vân vân mệt mỏi. Tất cả những từ đó nó quá nhỏ, đúng không ạ? Để mà so với những cái thứ mà chúng ta đã từng chứng kiến là cách đây một hai năm họ đã tôn vinh Zelensky là chất chinh của thế giới hiện đại, một người anh hùng dân tộc. Đúng quý vị, và là một tài sản không thể nào thiếu của Ukraine. Một biểu tượng của sức chiến đấu kiên cường, chủ nghĩa anh hùng bất khuất, vân vân tất cả những mỹ từ phương Tây gán cho Ukraine. Và lúc bấy giờ, toàn thể thế giới phương Tây, những nhà phân tích, những nhà chiến lược, những tờ báo, những tạp chí, những nhà chính trị, những tướng lĩnh, những quân đội, những vân vân và vân vân đã nói khen Ukraine nức lòng là họ mới cái gì họ mới vĩ đại, họ mới tỏa sáng và họ sẽ giải phóng Crimea vào mùa xuân, mùa hè năm 2023 như thế nào. Còn bây giờ thì họ nói rằng cuộc tổng phản công đã thất bại và dân chúng đã mệt mỏi rồi chiến lược của ông Zelensky nó gây tranh cãi đúng không ạ mà chúng ta chúng ta đều thấy một điều họ chính là những người đứng đằng sau tất cả những cái sự hào quang mà cách đây nó mới chỉ có hơn một năm mà thôi tất nhiên thế giới phương tây phải hiểu một điều mà tất nhiên họ hiểu họ biết thừa một người như ông Zelensky tôi không biết là bao nhiêu ông ấy chỉ có bốn mấy tuổi thôi vẫn làm trong ngành giải trí những ngành người trong ngành giải trí sống bị cảm xúc rất nhiều họ chỉ có thể tỏa sáng trong ngành giải trí được thôi đúng ạ à. làm sao có thể đi đối đầu với lại một cái ngành mà là ngành chính trị mà lại trong thời chiến vốn người ta dựa trên cái sức mạnh sự lì lợm đúng ạ à, sự kiên nhẫn và tất nhiên là tài năng nữa bản lĩnh nữa mà những cái đó rất thiếu ở những người như ông zelensky ai cũng biết điều đó đúng ạ à. thế nhưng bây giờ thì người ta đang đổ lỗi cho ông zelensky nhưng mà tất cả thế giới phương tây phải thừa nhận đó chính là cái trách nhiệm tập thể của họ liên quan tới từ những cái việc đã gây ra cái cuộc chiến này rồi là đưa ra những cái báo cáo phân tích kỳ vọng và những lời khen lên mây đối với ông zelensky và quân đội ukraine đồng thời là bôi nhọ đúng ạ à, và dìm hàng quân đội nga để bây giờ ukraine phải trả giá bởi vì những hành động sai trái và dối trá như thế của thế giới phương tây vâng và như vậy là cuối cùng thì sẽ có người để mà phương tây gọi là đổ lỗi cho và đơn giản đó là ông zelensky mà thôi vâng và hôm nay chúng ta đến một cái thông tin cũng rất là thú vị ở viện aspen ở mỹ thì có một cái bài báo liên quan tới hội đồng an ninh quốc gia của tổng thống đã đưa ra một cái nhận định như thế này là chúng tôi muốn người Ukraine, chính phủ Ukraine ở trong một cái vị thế vào thời điểm cuối năm sau. Mà lúc bấy giờ thì người Nga sẽ bắt buộc phải đưa ra một cái quyết định. Một là họ phải ngồi xuống bàn đàm phán theo điều khoản chấp nhận được đối với Ukraine và dựa theo cái hiến trương của Liên Hợp Quốc. Và tất nhiên đó là những điều liên quan tới sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine năm 1991 hoặc lúc bấy giờ họ buộc phải đối mặt với một đất nước ukraine mạnh mẽ hơn được hỗ trợ bởi một nền công nghiệp quốc phòng khủng bố hơn của đất nước mỹ chúng ta và các đồng minh của chúng ta ở khắp nơi ở trên thế giới và châu âu và ở chính trong lòng nước ukraine và lúc bấy giờ thì ukraine còn có thể nói rằng mạnh hơn bao giờ hết và lúc bấy giờ họ sẽ có thể tổ chức các cái đợt tổng phản công lớn và chắc chắn họ sẽ chiến thắng. Vâng, như vậy là một vị giám đốc, đúng không ạ? À, mang tính chất rất chính trị của các viện chính trị lại một lần nữa nhồi đầu nhồi nhét vào đầu của người dân Ukraine và chính quyền Ukraine về cái tư tưởng là năm sau. Năm sau thôi thì Nga phải buộc phải ngồi vào đàm bàn, bàn phán và phải từ bỏ toàn bộ cái lãnh thổ. Nếu không sẽ phải đối mặt với một Ukraine rất mạnh 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 có khi còn mạnh hơn cả người Mỹ nếu tôi đọc như thế. Ông Jonathan Fain, người tác giả của cái báo cáo trên nói rằng là ông giải thích như sau: là kế hoạch của Mỹ và đồng minh là năm sau năm 2024 chúng ta sẽ tăng mức độ sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng, chúng ta sẽ làm việc với những người Ukraine, à, bao gồm cả những cái hội nghị liên quan. À, sẽ được tổ chức tuần này tại Washington để tăng cái sản xuất về trang thiết bị vũ khí một cách đáng kể. Nước Mỹ chúng ta và các đồng minh châu Âu cũng đang làm những điều tương tự. Và chỉ cần một năm, hơn một năm nữa, chúng ta sẽ ở một cái vị trí, vị trí mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Và như vậy thì tóm lại là theo lời của vị tác giả này, vốn là một cái chính trị gia và là cái công cụ của chính phủ Mỹ thì ông ấy vẫn nói một cái điều đơn giản là nước Mỹ và phương Tây vẫn chưa từ bỏ một cái kế hoạch để đánh bại người Nga một cách chiến lược ở cuộc chiến Ukraine. Đúng là thời điểm hiện tại thì ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và phương Tây đã bị tụt đúng không à, ạ? Bị tụt quần so với lại người Nga. Nhưng mà đúng thực là khoảng từ đầu năm 2025 thì lúc bấy giờ cái công suất sản xuất quốc phòng của các nước của họ sẽ tăng lên một cách đáng kể và tất nhiên của cả Ukraine nữa. Đấy là lý do mà vị tác giả này nói là người Nga chỉ có năm 2024 để mà có thể hô phong hoán vũ được thôi. Và Ukraine cần phải cầm chừng được cái trận chiến trận trong uh, suốt một năm uh, tiếp theo. Và sau đó chắc chắn là người Nga sẽ phải đối mặt với những cái tình cảnh rất khó khăn trên chiến trường nếu họ còn tiếp tục cái chiến dịch quân sự của họ ở Ukraine và như này thì cái vị tác giả này ống ấy chỉ có thò một cái đuôi chuột ra rất rõ ràng để cho người ta thấy một điều tất cả những cái sự ve vãn ukraine và ve vãn ngã tại thời điểm này để đóng băng cuộc xung đột đúng không ạ là chỉ có một cái mục đích để mà câu kéo thời gian đánh lạc hướng nga để mà tổ chức đúng ạ liên quan tới việc sản xuất trang thiết bị vũ khí kể cả ở nước ngoài cũng nhờ ukraine và tái trang bị lại cho quân đội ukraine mà thôi và chuẩn bị cho những cái giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến xảy ra chắc chắn sẽ không lâu. Như vậy là cuộc chiến năm 2023 nó đã đến cái hồi kết đúng không ạ? Với lại những cái sự bật mí mà chúng ta đã nhìn thấy rõ. À, chính phủ của ông Joe Biden liên tiếp à, kể cả đến lượt ông Antony Blinken hôm nay ông cũng nói. Rồi à, bộ trưởng ngoại giao anh vốn là cựu thủ tướng Anh Ông uh, David Cameron cũng nói Chúng ta sẽ đến với hai cái bài phát biểu của ông này sau Nhưng điều tôi muốn nói là gì Có nghĩa rằng là người Mỹ và phương Tây Đang chuẩn bị cho một cái giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến Còn năm nay họ thua rồi Hãy xem uh, ông David Cameron nói gì Chiến thắng của Putin ở Ukraine Chắc chắn là sẽ đe dọa tới an ninh của nước Mỹ Và bộ trưởng ngoại giao của Anh cựu thủ tướng Anh. À, đã nói như vậy. Và ông nói rằng là chắc chắn chúng ta không thể từ bỏ Kiev để làm cho Putin được vui sướng và được những, đạt được những gì ông ta muốn. Nếu như người Mỹ không gửi thêm tiền và vũ khí chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nặng nề tới việc là không chỉ Ukraine mà còn cả châu Âu, nơi mà các quốc gia ở châu Âu trong đó có nước Anh của chúng tôi, đang tiến hành gọi là hối thúc cái việc là cung cấp những nguồn viện trợ khổng lồ cho Ukraine trong thời gian tới. Nhưng tôi đang ở đây, ở trên đất Mỹ, để chứng tỏ với lại người Mỹ rằng nếu các bạn làm điều này, thì chúng tôi cũng sẽ giúp người Ukraine. Và nếu bạn không làm, thì người duy nhất có thể cười đó chính là Putin ở Moscow và Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Nhưng cuối cùng mà nói thì đây không phải là an ninh của châu Âu mà chúng tôi đang nói về an ninh của người Mỹ. Nếu mà chúng ta để Putin thắng ở Ukraine thì ông ta sẽ quay trở lại. Chúng tôi đã biết điều này từ trong lịch sử của nước Nga. Và như chúng tôi đã nói với quý vị, đúng không ạ? Ở phương Tây thì người ta đã bế tắc và người ta nghĩ ra một cái biện pháp khác để mà nó thao túng cái công luận tất cả những nhà chính trị bây giờ đều đang bắt cóc, đúng không ạ? Tống tiền người dân, tống tiền giới uh, nghị viện, đúng không ạ? Để bà bằng mọi cách để bắt buộc họ phải giúp đỡ Ukraine, bởi vì nếu không thì Putin độc ác, đúng không ạ? Và trục ác quỷ sẽ tìm đến thậm chí là cả an ninh của nước Mỹ nữa. Rất thú vị, đúng không ạ? Bây giờ thì người Anh lại còn dám dọa cả người Mỹ nữa. Còn chúng ta có thể thấy là ông Antony Blinken nói rằng sau khi ngày hôm qua, hôm kia thì liên tục cả Tổng thống của ông và Bộ trưởng Quốc phòng, Cố vấn An ninh Quốc gia rồi người phát ngôn của Hội đồng An ninh Nhà Trắng. Đúng không ạ? Hôm nay ông nói 90% nguồn tiền viện trợ cho Ukraine sẽ không chảy đến Ukraine mà hầu hết khoản tiền đó sẽ ở lại nước Mỹ. Khoản tiền này sẽ dùng để ủng hộ cái nền công nghiệp sản xuất vũ khí của chúng ta và tạo ra công ăn việc làm. Tỷ lệ 90-10 là một cái tỷ lệ tuyệt vời đã tạo ra một tình hướng cả hai bên cùng chiến thắng. Tất cả mọi người đều vui vẻ. Do đó, những khoản viện trợ tiếp theo cho Ukraine nên được giải ngân và được thông qua. Vâng, như vậy quý vị thấy rõ ràng rằng là người ta sử dụng rất nhiều luận điệu, đúng không ạ? luận điệu đe dọa tống tiền luận điệu thao túng truyền thông bây giờ một cái luận điệu nữa đúng không ạ một cái loại luận điệu rằng là nó sẽ giúp cho ngành công nghiệp quốc phòng của mỹ tạo cái điều kiện cho người mỹ để mà kiếm cơm đúng không ạ không ai ngạc nhiên cả nhưng mà tất nhiên chúng ta rất sốc bởi vì bây giờ người ta không còn giấu giếm gì nữa người ta nói toẹt vào mặt cả thế giới luôn và tất nhiên là cũng nói vào mặt của những người ukraine đúng không ạ như vậy là gì? Là ở đâu đó vẫn tiếp tục có rất nhiều người muốn hàng triệu người nữa sẽ thiệt mạng trong những năm tiếp theo trong cuộc chiến Ukraine. Đơn giản, đúng không ạ? Là bởi vì là vì an ninh của con cái của họ, vì cái công an việc làm của đất nước của họ và vì chúng ta không thể để cho Putin chiến thắng. Đúng không ạ? Đấy, những cái thông điệp như vậy và người ta sẵn sàng ném hàng triệu gọi là cái sinh mạng để mà đạt được những cái mục đích có thể nói đen tối và tàn độc của họ đấy là chính là những thông điệp rất quan trọng của thế giới phương tây dành cho những người gọi là xính phương tây cần phải mở mắt sau ngày hôm nay thì những cái thông tin nó tiếp tục nó tràn lên mặt báo như này thì tôi nhớ tới một cái lời nói của ông thủ tướng đức uh, thời ngày xưa ông Otto von Bismarck tức là cái um, vị thủ tướng có cái dâu màu, uh, dâu màu vàng, người mà có rất nhiều những kinh nghiệm và bài học xương máu với người Nga, đúng không ạ? Ông nói rằng là đừng có bao giờ kỳ vọng quá nhiều vào việc là bạn có thể tranh thủ, gọi là trục lợi từ những sự yếu đuối của người Nga được một lần. Bạn sẽ gánh lấy hậu quả cả đời. Người Nga luôn luôn tìm đến bạn để mà đòi những thứ mà họ đã phải trả giá và một khi bạn đã khiến họ tìm đến bạn để bạn trả giá lúc bấy giờ đừng có dựa dẫm vào những giấy tờ văn bản mà đã từng ký bởi vì bạn bởi vì người nga chỉ bởi vì những mớ giấy tờ không có ý nghĩa đó người nga không quan tâm giấy tờ họ quan tâm tới cuộc chơi có công bằng hay không nếu công bằng thì họ chơi công bằng và nếu không công bằng thì họ không chơi và tất nhiên là khi bạn trả giá thì bạn cũng sẽ phải trả giá một cách công bằng với họ. Vâng. Chương trình cuối tuần hơi dài đúng không ạ? Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị có tối thứ bảy vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên những người thân yêu. Cảm ơn quý vị rất nhiều.